Tường xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sổ Tay Nội Trợ. Thưa quý vị, cứ mỗi tuần trôi qua thì Cát Tường lại phải đau đáu suy nghĩ về những món ăn. Bởi vì đối với Tường, ăn uống là nó không thể nào thiếu được trong cuộc sống. Ăn là phải ăn ngon, ăn là phải biết cách hưởng thụ. Và cách đây không lâu thì Cát Tường có được một người bạn mời đến nhà mà ăn một món ăn rất là ngon. Tường nhớ cái tên gọi của món ăn đó là bò hầm khoai lang kiểu Ý. Nhưng mà mình ngại á, mình cũng không có hỏi người ta cái cách chế biến là như thế nào. Nhưng mà Tường sau khi mình cũng có cái khả năng ẩm thực, mình ăn xong rồi mình nhớ, mình ghi chú lại trong điện thoại. Và ngày hôm nay thì Tường đã chuẩn bị những cái nguyên vật liệu Tường nghĩ là tương đối đủ. Và không biết là hôm nay Tường sẽ gặp được anh chàng đầu bếp nào đây, và Tường sẽ nhờ anh ấy có thể nào mà chế biến lại đúng cái món ăn ngày hôm đó, cái hương vị ngày hôm đó cho Tường ăn hay không. Đông Thành, khỏi núp, vô đây chào khán giả đi đã. Đông Thành mến chào quý vị khán giả đến với chương trình Sổ Tay Nội Trợ. Chào Đông Thành. Ngày hôm nay thì thôi cứ coi như là một khách đố của chị Tường đi. Chứ nếu mà nói Thành phải giúp chị Tường thì đâm ra là bạn sẽ chảnh. Tại vì bạn vốn dĩ là đã chảnh rồi. Nhưng có quyền, mình đẹp trai mà, mình tài giỏi, mình nấu ăn ngon nữa, đúng không nè? Tường thì hay được cái vừa đấm và vừa xoa. Hôm nay Tường chia sẻ là chị Tường có ăn một cái món ăn rất ngon. Đó là món ăn tên gọi là bò hầm khoai lang kiểu Ý. Dạ. Và nguyên liệu thì chị Tường đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Có bò nè, khoai lang nè, khoai lang tím nè, khoai tây nè, sốt cà nè, tiêu hồng, tỏi nè, bơ nè, dầu điều nè, nước dừa nè, bột nè, hành nè, nước thơm nè, ngò nè. Đó, đủ nguyên liệu hết trơn rồi. Bây giờ đầu bếp chỉ việc trổ tài. Nhưng mà chị có chắc là đủ chưa? Chị đâu có nhớ rõ đâu, chị đâu có hỏi người ta, tới nhà ta ăn mà hỏi kỳ. Nhưng mà chị tinh ý lắm. Đang lúc ăn, cái chị làm bộ chị đứng lên, chị đi một lưỡng một vòng ra đằng sau nhà người ta. Chị nhìn vô cái căn bếp thì chị thấy là còn những vật liệu nó còn vương vấn trên bếp chưa kịp dọn. Thì chị thấy những cái món như thế này, chị ghi vô. Bây giờ chị chuẩn bị cho em. Dạ, cảm ơn chị. Nhưng mà Ý thì ăn thì là ăn bò thì uống một cái loại gì mà đẹp da màu đỏ đỏ mà cay cay á, mà rượu vang. Rồi chính xác thì bay còn thiếu rượu vang nè. Không, bữa đó chị ăn là người ta có mời chị uống rượu vang. Nhưng bây giờ cái món này rượu vang dùng để nấu. Đợi, thấy không, thiếu rượu vang. Đợi đây. Rượu vang để nấu cái món bò nấu với khoai lang kiểu Ý, chứ không phải là rượu vang để mà uống. Thì ra là vậy. Rồi hiểu rồi. Đây, rượu vang. Vậy là đủ hết chưa? Đủ nguyên liệu rồi. Đủ nguyên liệu rồi, bây giờ bắt đầu em sẽ làm nhé. Rồi, như vậy ở đây là Thành đã có, chị đã chuẩn bị bò cho Thành. Ở đây là có tiêu hồng, chu đáo quá, tiêu hồng bỏ vào như thế này nè đó. Tiêu hồng thì rất là thơm và có màu sắc đẹp. Và ở đây có tỏi nè, biết bò với tỏi chị chuẩn bị luôn nè quý vị. Chu đáo quá chị Tường ơi, thiệt em ngạc nhiên luôn á. Màu điều nè, chị biết là màu điều có màu sắc đẹp, chị chuẩn bị luôn nè. Chị chu đáo quá. Rồi chị biết là tương cà, nấu bò là phải có tương cà, chị chuẩn bị luôn nè. Rồi chu đáo quá chị ơi, thiệt em ngưỡng mộ vậy quá. Rồi chị biết là nấu bò kiểu Ý là phải có cái lá thơm này nè, cái lá hương mà gắn tiền với cái gì là hiếu thảo đó, là hương gì ạ? À? Cái gì? Là lá hương thảo á mà. Trời, lá hương thảo dạ đó rồi, trời. Bỏ vô luôn dạ. Rồi đó, ở đây thì Thành đã có một ít ngò tây, bỏ thế này, hương thảo và ngò tây đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ mới có gia vị trộn thôi lên ha. Dạ đúng rồi, chúng ta sẽ ướp vào đây khoảng chừng 5 gram muối. 5 gram hạt nêm và 15 gram đường quý vị, bởi vì món bò hầm chúng ta có nước nhìn cho đường để tăng hương vị ngọt và hấp dẫn hơn. Còn nếu như quý vị không nêm đường nhiều thì có thể là quý vị sẽ thay vào đó là nước dừa. Ông Thành đây là sẽ nước dừa và sau đó để hương vị thơm. Ồ, món này nêm đường hơi nhiều ha. Dạ, mình ướp một tí rượu vang này ha, như thế này. Rượu vang ướp vô đây luôn. Đúng rồi. À, bò thì mình nấu bao lâu mềm Tường? Thầy hỏi. 1 tiếng 20 phút. Quá tuyệt vời quý vị. 1 tiếng 20 phút vâng. Thì như vậy chúng ta bắt đầu, chúng ta sẽ mở lửa lên, chúng ta sẽ xào bò. Và ở đây, ủa chị Tương ơi, như cái này chị chiên rồi, phải chiên sơ luôn phải không? Đúng rồi, ba cái loại khoai này thì chị đã chiên sơ rồi. Bởi vì mình nấu mà nấu như hầm mà nếu mình không có chiên sơ qua thì lát bể thì sao? Dạ, yeah. Đúng không? Rất là hay, khéo léo lắm quý vị. Còn cái khoai này mua ở Ý về hả? Mua ở Ý về đó. Còn bò là bò Ý luôn. Bò Ý luôn. Ngoại nhập luôn. Và hôm nay có món ăn là bò nấu khoai lang ngoại nhập kiểu Ý. Tất cả đồ đều nhập hết quý vị. Vâng thưa quý vị, nếu quý vị mà không có đồ nhập thì chúng ta cứ ra siêu thị hoặc chợ gần chúng ta nơi ở nhất. Đông Thành nghĩ cũng sẽ có hả chị ha? Trời ơi, khoai lang, khoai tây thì thiếu gì, chỗ nào mà không có bán. Dạ. Có tiền mua không thôi hả? Dạ, em biết. Rồi bây giờ thì mình tiếp theo mình nấu gì nữa chị? Đâu có biết đâu, nếu biết thì mời Đông Thành tới đây làm chi. Dạ, dạ. Tôi chỉ biết ăn thôi. Dạ rồi, như vậy thì Thành sẽ cho vào đây một ít dầu đúng không ạ? Cho vào đây một ít dầu. Và chị cho tỏi dùm cho Đông Thành ạ, cho vào hết tỏi luôn. Dạ, bắt đầu mình sẽ xào chị ha. Tỏi rồi.
Sau đó mình sẽ cho thêm một ít tiêu hồng nữa để có màu sắc đẹp và có vị cay. Mình xào tỏi và tiêu hồng cho thơm. Và quý vị thấy rằng đây là một món bò chỉ việc chúng ta chờ đợi thôi. Còn cách ướp và nấu thì quý vị sẽ xem sau, rất là đơn giản và dễ làm. Ở chị Cát Tường đang bắt một cái nồi lên. Và sau đó chị Cát Tường lại lấy mấy cái dĩa chị Cát Tường đem dẹp, bởi vì chị luôn ngăn nắp quý vị đó. Mất có một cái người phụ bếp rất là tuyệt vời. Đó rồi, chị Cát Tường sẽ xào. Được chứ chị? Chưa, cho nó thơm cái đã. Rồi, chị Cát Tường đang xào. Bắt đầu thơm rồi đó. Để bắt đầu thơm rồi, như vậy em cho vô nha chị. Rồi. Dạ rồi, em sẽ cho vô cả cái phần mỡ ướp như thế này. Cho vào như thế này. Dạ rồi. Rồi, mình xào đều lên hả, cho săn hả chị ha. Rồi, săn rất là thơm. Khi mà xào bò thì chúng ta phải nhớ là xào lửa thiệt là to. Dạ, như vậy thì săn thêm thì bắt đầu mình sẽ cho một trái dừa vào ha, như thế này, ngập như thế này. Rồi, sau đó Thành sẽ cho tiếp nước dùng nữa quý vị ạ. Đổ ngập luôn và sau đó chúng ta sẽ hầm 1 tiếng 20 phút theo lời chia sẻ của đầu bếp MC Cát Tường. Dạ được rồi, mình đổ ngập như thế mình hầm. Và Thành nghĩ là sau chương trình này thì mai mốt chắc cái show của Thành không có nữa, bởi vì là cái vai trò mà đầu bếp và MC là chị Kim luôn rồi. Đâu có đâu, lúc đó chị thì qua làm bếp thôi, mời Thành qua đây làm MC. Tại vì chương trình nói chuyện phải có hai người nói qua nói lại nó mới vui. Dạ. Chứ một người nói thì khán giả sẽ buồn ngủ lắm, đúng không? Dạ dạ. Em hiểu, dạ. Đúng rồi, bây giờ là chúng ta phải chờ 1 tiếng 20 phút đúng không? Dạ, thì chị nghĩ là khoảng 1 tiếng thôi rồi mình bỏ khoai vô nữa là được rồi. Dạ chính xác. Chà, 1 tiếng là dư nhiều thời gian quá, hai chị em mình làm gì đấy ta? Không, mình không cà phê nữa, bây giờ trong cái thời gian mà rảnh này thì là mình... Bởi vì Thành đầu bếp thì quý vị sẽ có những câu hỏi đặt ra cho Thành. Chị có thể thay khán giả chị hỏi Thành không? Rồi cái phần thứ hai là chị là một nghệ sĩ mà... Thôi được rồi, được rồi, vé 1 thôi, không cần vé 2. Vậy chị xin thay mặt xin thay mặt tất cả quý vị khán giả hỏi Thành là những cái tương lai gần, trong tương lai thì là Đông Thành sẽ làm gì? Gần trong tương lai thì Đông Thành rất là thích là gặp chị Cát Tường, MC của chương trình Sở Tay Nội Trợ, để cùng nấu với Đông Thành. Bởi vì một trong những cái người mà nấu nhiều chương trình, nhiều show trên truyền hình mà Đông Thành vẫn thấy gặp em từ buổi nấu đầu. Rồi, vậy thì tương lai xa của Đông Thành là gì? Dạ, em cũng sẽ nấu ăn cho Sổ Tay Nội Trợ. Nấu ăn cho Sổ Tay Nội Trợ, dạ. Và chị Cát Tường xinh đẹp. Dạ đúng rồi, và chị Cát Tường duyên dáng, xinh đẹp. Vậy thì hai đứa mình bắt tay làm đồng nghiệp tốt. Dạ, cảm ơn. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, nếu như quý vị đồng ý cho hai chúng tôi mãi mãi làm đồng nghiệp tốt trong chương trình Sổ Tay Nội Trợ thì hãy luôn luôn theo dõi, yêu thích chương trình Sổ Tay Nội Trợ. Đó là một động lực giúp cho hai chúng tôi càng ngày càng gửi đến quý vị những món ăn ngon. Và bây giờ quý vị đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi đi trò chuyện một lát, chúng ta sẽ gặp lại sau. Thưa quý vị và chị em, chúng tôi đã quay trở lại. Bây giờ thì thấy đó, nồi bò nước đã sắc xuống rồi. Bây giờ chúng ta bỏ các cái loại khoai vào là được rồi đó Đông Thành ơi. Dạ rồi, Đông Thành cũng sẽ bỏ vào. Và quý vị lưu ý, cái khoai này đã được chị Cát Tường chiên sơ rồi. Thành sẽ bỏ vào như thế này. Cái việc chiên sơ là để làm gì chị? Cho nó đừng có bể khoai, đừng có nát khoai khi mà mình hầm đó. Dạ, em không biết. Bây giờ mình có bỏ cái gì vào nữa không? Mấy cái này là khi nào mình mới bỏ? Cái này thì tí nữa là gần xong rồi, mình chỉ nêm sơ lại, sau đó mình cho bột, cho bơ vào để cho tăng thêm hương vị hấp dẫn thôi. Và với cái khoai mình bỏ vào như vậy thì trong thời gian bao nhiêu phút nữa thì cái khoai mình bỏ vào trong thời gian nếu mình thích ăn ngay cũng được, bởi vì khoai đã chiên rồi. Đúng, chiên sơ đã chín rồi. Nếu quý vị mà thích cái hương vị mà bở bở của khoai cảm nhận luôn á thì quý vị có thể bỏ vào 5 phút sau quý vị ăn luôn vẫn được. Còn nếu chúng ta muốn nhiều hơn thì chúng ta nấu khoảng độ khoảng 15 phút. 15 phút. Dạ. Bây giờ thì mình có nêm nếm gì nữa không? Tại vì hồi nãy thì Tường cũng thấy là Đông Thành cũng đã nêm trong cái ướp bò rồi đó. Dạ. Thì mình có cần nêm nếm gì lại nữa không? Nếu như quý vị cảm thấy mà mình nấu chưa chắc ăn về cái định lượng thì quý vị có thể nêm lại. Ví dụ chúng ta nếm chúng ta thấy thiếu ngọt, thiếu cái phần nước dừa thì chúng ta có thể cho thêm đường. Mình thấy cảm thấy thiếu mặn, mình cho thêm hạt nêm. Dạ. Sao hồi cho mặn chát cái nồi của tôi đi. Dạ không sao, mà mình thấy thiếu hơi cái vị cay. Thêm tiêu. Mình thêm chút xíu đơn tiêu. Đơn giản quá ha. Dạ. Bây giờ thì còn củ hành, bơ, để cho tôi nêm nếm. Bây giờ thì bắt đầu Thành sẽ bỏ cái phần một ít bột năng vào, pha với nước, cho nước chúng ta sánh lại. Như vậy thì chúng ta sánh lại chúng ta ăn bánh mì cho ngon hơn ạ. Như thế này, đã sánh rồi đúng không chị? Rồi sau đó sánh rồi cái Thành cho phần bơ này vào. Rất là đơn giản, chị Cát Tường tắt lửa giùm cho Đông Thành ạ. Tắt luôn á hả? Dạ đúng rồi, tắt luôn. Nhanh vậy? Dạ, bởi vì mình nấu cái bơ. Cái phá đâu rồi? Cái phá này nêm nếm đâu rồi? Có phá đây luôn chị. Dạ đây. Để quậy cho tan cái bơ rồi tắt nha. Dạ. Bởi vì mình để lửa thì cái bơ bốc hơi lên thì sẽ mất cái vị thơm. Và sau đó Thành sẽ cho cả cái hành tây này vào luôn. Đây, hành tây thì mình sẽ sắc muối cao quý vị ạ. Đông Thành sẽ sắc ra rồi. Như thế này. Rồi mình sẽ cho vào luôn như vậy. Cái món bò của chúng ta đã xong rồi đó. Bếp chính kêu tắt và bếp phụ chưa chịu tắt. Dạ. Gọi là ngoan cố. Bỏ nó vô đi.
Rồi, dạ em bỏ vô. Dạ được rồi, dạ em cảm ơn chị. Rồi bây giờ mình tắt lửa hay sao chị? Tắt lửa được chưa? Dạ em hỏi chị, bởi vì cái này chị nấu mà, bởi vì chị kêu bỏ vô mà. Tại vì bỏ vô cho củ hành nó chín một chút đi. Dạ củ hành thì em nghĩ là mình bỏ vào mình tắt lửa, mình để khoảng chừng 5 phút sau là củ hành nó vừa chín tới nó giòn sẽ tắt. Ngon và ngọt. Dạ. Dạ em nghe lời rồi, em đã tắt rồi. Dạ. Dạ bây giờ còn gì nữa không? Rau mùi, rau thơm gì không hay là cái đó chị để trang trí? Dạ cái này chị để cho trang trí thôi, bây giờ chị sẽ múc thử gì cảm nhận rồi chị chia sẻ cái phần này chị cắt tường thì chị rất là nhanh, quý vị đã múc thử đi chị. Nhanh lắm. Dạ. Khoai lang. Dạ. Có khoai lang. Dạ rồi, là bò nữa. Bò. Có bò. Trời ơi, thử mà lố dễ sợ luôn. Thử muốn hết nửa nồi vậy đó. Dạ. Trước tiên, theo như sở thích của Cát Tường là phải thử cái nước trước. Dạ. Thơm mùi bơ. Thơm quá. Thơm mùi bò. Thơm mùi bò. Ngon. Ngon quá. Trúng miếng tiêu hồng, hơi cay cay, the the. Thử miếng bò. Có mềm chưa? Tiếng 20 phút chắc mềm rục rồi. Trời ơi. Dẻo hả chị? Cái bắp thì lúc nào em nghĩ là chị chọn cái phần bắp, mà tại sao chị có thể chia sẻ chị không chọn phần khác của bò mà chị chọn cái phần bắp không ạ? Mất ăn rồi. Dạ. Vừa chín tới. Vừa chín tới. Dạ rồi, chị cứ từ từ. Khoai rất ngọt. Dạ, rất là ngon. Quý vị ơi, xong rồi chị Cát Tường sẽ chia sẻ giúp ta tại sao bò mình không dùng cái phần phi lê hay phần nạm, phần gầu mà mình phải dùng cái phần bắp. Trước tiên là nói về mùi vị. Mùi vị rất là vừa ăn. Bò rất mềm. Khoai lang cực kỳ ngọt và thơm. Và bây giờ thì Tường muốn chia sẻ tại sao chúng ta phải dùng bò bắp. Bởi vì hầm dùng bò bắp, bò bắp nó mới có cái gân và cái mỡ, nó mềm nhưng nó vẫn có cái độ dai dai giòn giòn, nó mới ngon. Còn nếu mà nó mềm rục thì nó không còn cái độ ngon nữa. Trời ơi, quý vị, Tông Thành phải nói là rất là ngưỡng mộ chị. Một cái chia sẻ vô cùng tuyệt vời, chính xác như vậy. Quý vị lưu ý khi mà chúng ta hầm, theo lời chia sẻ của chị Cát Tường, phải chọn bò bắp. Ủa, tôi nói chơi mà đúng á hả? Dạ đúng hoàn toàn luôn. À vậy là cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nhưng thực sự món ăn này rất là ngon. Cái này ăn với bánh mì cực kỳ hấp dẫn luôn thưa quý vị. Bây giờ thì chúng tôi có thể múc ra để mà trang trí cho quý vị khán giả theo dõi nha. Rồi, trang trí lên trên. Rồi như vậy thì là mình chỉ để một ít ớt lên thôi chị, một ít ớt và một ít ngò lên để có màu sắc mát rồi. Dạ rồi. Nhưng mà rất là ngon, thật sự ngon thiệt. Dạ. Không phải nịnh. Như vậy là đã xong rồi. Thưa quý vị, giống như cái đề bài lúc đầu Tường đã đưa ra cho Đông Thành, hôm nay với những nguyên liệu các Tường đã chuẩn bị sẵn, tuy có thiếu một chút rượu vang nhưng mà Thành đã nấu đúng một cái món ăn mà Tường đã được người bạn đãi, mà thậm chí Tường thấy rằng nó ngon hơn nữa. Bởi vì sao? Bởi vì có bàn tay của Cát Tường hỗ trợ, cho nên món ăn ngày hôm nay tuyệt vời. Và Tường nghĩ rằng đây là cái món ăn chúng ta có thể ăn với bánh mì nè, quay quần cả nhà, hoặc là trong những cái buổi tiệc á. Đây cũng là một cái món mà chúng ta có thể ăn ngon và no và chất lượng và bổ dưỡng. Chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm thử món ăn là bò hầm với khoai lang kiểu Ý thưa quý vị nhé. Một lần nữa cảm ơn Đông Thành rất nhiều vì món ăn ngày hôm nay rất đặc biệt. Cảm ơn chị. Và kính thưa quý vị, thời lượng chương trình đến đây cũng đã hết. Mọi thư từ đóng góp ý kiến quý vị hãy gửi về chúng tôi theo địa chỉ Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình Tuổi Trẻ Việt, 286/2B, đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc địa chỉ email sotay.nội.tr.tuitrevietamoc@gmail.com. Và bây giờ Cát Tường, Đông Thành xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Xin kính chào. Hôm nay chương trình Sổ Tay Nội Trợ sẽ giới thiệu đến quý khán giả một món ăn vô cùng hấp dẫn và thơm ngon, đó chính là món bò hầm khoai lang kiểu Ý. Công đoạn đầu tiên là chúng ta ướp thịt bò với một ít tiêu hồng, một ít tỏi, một ít dầu điều, tương cà và một chút vị đặc trưng của lá hương thảo, ngò tây. Tiếp đến thì nêm vào 5g muối, 5g hạt nêm, 15g đường và một chút rượu vang. Sau đó trộn đều cho thấm gia vị. Trong thời gian này, phi thơm tỏi, tiêu hồng, xào thơm rồi cho phần thịt bò đã ướp vào, cùng một tô nước dừa, 1 lít nước dùng. Hầm trong khoảng 1 tiếng thì chúng ta cho các loại củ vào. Để món ăn đậm đà thì nêm thêm vào một ít đường, hạt nêm, tiêu và một ít bột năng pha loãng để tạo độ sánh. Để tăng hương vị thì cho thêm vào một ít bơ, hành tây sắc muối cao và cho ra tô trang trí thật bắt mắt nhé. Chúc quý vị luôn có bữa cơm gia đình thật hạnh phúc và ấm áp với món ngon bò hầm khoai lang kiểu Ý.